Khi ấy, cha mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này đã đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gương sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ. Đó là lời Chúa. Nói trước, bởi vì có thói quen là chia sẻ từ 30 phút cho đến 45 phút. Buổi trưa hôm nay ai mất ngủ thì xin phép Chúa cứ việc ngủ bù. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã biết ngay từ sáng thế ký khởi đầu, đoạn 3 câu 15, sau khi Adam, Eva nguyên tổ phạm tội, thì Giave Thiên Chúa phán với con rắn rằng: ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người nữ. Dòng giống nó sẽ đập nát đầu ngươi, còn ngươi sẽ rình cắn gót chân người. Như thế chúng ta thấy ngay từ khởi đầu của Kinh Thánh, lời hứa đối với một trinh nữ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được định hình. Và trong hiến chế Lumen Gentium, Cộng đồng Vatican II cũng xác định từ thuở đời đời Thiên Chúa đã cho trinh nữ Maria cộng tác với ơn cứu độ trong chương trình cứu chuộc của ngôi hài Thiên Chúa. Cách đây một tuần lễ, mùng 8 tháng 9, chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Có lẽ khi chào đời, tất cả các em bé đều khóc, còn những người xung quanh cười vui hớn hở. Đặt trường hợp nếu giả sử ông Simon, ông Gioakim và Thánh Anna biết rằng con gái của mình tương lai sẽ cộng tác với ơn cứu độ của Chúa ngôi hài và chịu cực khổ đau đớn như lời Simon hôm nay nói, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà, thì chắc chắn người mẹ là Thánh Anna phải đau khổ lòng. Như đầu lễ cha xứ nói với chúng ta, giáo hội ngày hôm qua mới mừng thập giá Kitô, ngày hôm nay giáo hội lại mừng lễ mẹ đau thương. Có một sự liên đới chặt chẽ nếu chúng ta liên kết ba thánh lễ. Lễ sinh nhật Đức Mẹ như vậy thì ngay từ thuở bắt đầu trong ơn cứu độ, trong chương trình cứu chuộc của ngôi hai Thiên Chúa, Thiên Chúa đã định cho mẹ phải chấp nhận đau khổ, cộng tác trong chương trình cứu chuộc. Khi dâng hiến, khi thiên thần báo tin cho Đức Mẹ, và khi Đức Mẹ đưa lời xin vâng, thì ngay lúc đó Đức Mẹ đã chấp nhận lời xin vâng trong đau khổ, như con của mẹ đã đưa lời xin vâng để thực hiện ý Chúa Cha giáng trần, trở thành vua lời nhập thể. Một lời xin vâng gắn kết cuộc đời trong đau khổ và nước mắt. Ngôi hai con của mẹ đã thưa lời xin vâng đến giọt máu cuối cùng. Vì ai? Thưa vì như Kinh Thánh
nói: vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, chết đau thương trên thập giá. Khi còn ở ngoài Thái Bình, lúc ở ngoài đó mấy năm, thì những anh em ngoài tôn giáo khác cũng thắc mắc khi vào đến nhà thờ: ủa, tại sao đạo các ông lại thờ một cái ông có vẻ dã man thế? Ngó lên thập giá xem, tay chân tả tơi, trái tim bị đâm thủng, một cái chết thật dữ dằn. Và khi vào đến dòng Đồng Công thì họ lại thấy một trái tim khác, đó là Đức Maria Sophie, ánh mắt được buồn, trái tim bỏ ra bên ngoài và một lưỡi gươm đâm thấu trái tim. Sự đau đớn, sự cộng tác cùng cực của nỗi đau khổ. Khoảng 2-3 tuần nay ở trên mạng xã hội đang rất là nhiều clip về những người con đánh mẹ, đuổi mẹ cho đến chết. Ở đây đa phần, tức riêng là anh chị em trong gia đình Tân Thiên, chúng ta có những gia đình thì cảm nhận được, trái tim người mẹ cảm nghiệm được cái nỗi đau khi con mình đau bệnh. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính 7 điểm đau của mẹ. Chúng ta lắng đọng lại một chút để chiêm ngưỡng mẹ đứng dưới chân thập giá. Có người mẹ nào không đau khổ khi nhìn thấy con mình bị xỉ nhục ngay trước mắt mình mà không làm gì được? Bởi vì lời xin phước, giả như chúng ta biết rằng con chúng ta là Thiên Chúa có quyền phép, hoặc là như chúng ta có quyền phép nào đó, thì chắc chắn là phá cho quân giữ, quân Do Thái chết tiệt. Nhưng mà mẹ chấp nhận. Vụ án mới đây của Hồ Ngọc Hải, người mẹ thấy con mình bị kết án an oan, thức đêm thức hôm lo mấy năm nay chạy, trái tim của người mẹ luôn luôn hướng về mình con, nhất là khi người con mình chết oan ức. Ở đây thử hỏi trái tim những người cha người mẹ khi con mình chết nằm ngay bên cạnh nó đau khổ. Quý chị, quý bà, quý ông mất vợ, mất chồng, cảm nhận được niềm đau hụt hẫng đó. Mà Đức Maria mẹ chúng ta là con của mẹ, là đứng ngôi hai, là con một duy nhất, mà bây giờ chịu đau khổ, chịu đánh đòn, xác thân tả tơi như vậy, làm sao niềm đau của người mẹ không đau nhói tim cho được? Cho nên cuộc đời của mẹ không phải chỉ là một lưỡi gươm không đâu, hoặc là bảy sự niềm đau không đâu, nhưng mà trái tim mẹ đã ôm ấp niềm đau và chấp nhận tất cả trong suốt cuộc đời của ngài. Khi biết con mình, biết trước con mình sẽ bị khổ nạn như vậy, hỏi thử các mẹ coi, các người bố ở đây, biết chắc con mình ngày sau mà ai nói con mình sẽ bị tai nạn nặng nề, thì tôi tin chắc người cha, người bố, người mẹ ở trong này ngồi ở đây không ai không thức đêm được, không ai có thể ngủ ngon được. Ngay Covid hôm vừa rồi thôi, nếu giả sử chúng ta biết con chúng ta bị bệnh, thì trái tim người mẹ tan nát cỡ nào. Thế mà mẹ
Maria chấp nhận. Thưa lời xin vâng để đứng dưới chân thánh giá. Vì ai? Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Việc Đức Maria thông phần đau khổ với Đấng Cứu Thế là một khía cạnh quan trọng trong lòng tôn sùng Đức Mẹ mà khoa thần học cũng như Kinh Thánh đều nhắc nhở cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm thương đau, mầu nhiệm đau khổ. Chúa chúng ta đã đi qua con đường đau khổ để cứu độ chúng ta. Và Ngài cũng nói, ai muốn làm môn đệ của ta, hãy bỏ mình, phát thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Đức Maria là tông đồ đầu tiên thưa lời xin vâng và chấp nhận đau khổ trong suốt cuộc đời. Còn mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nói chúng ta là con cái Chúa. Cách thiên anh chị em trong gia đình tận hiến, chúng ta dâng mình, chúng ta tận hiến để theo con đường mà hữu dòng, dòng đồng công, dòng mẹ Đấng Cứu Chúa. Đứng trước sự đau khổ, chúng ta có biết thưa lời xin vâng hay không? Đứng trước những thông giá hàng ngày, chúng ta có thưa lời xin vâng như mẹ để theo Chúa chọn cuộc đời hay không? Tin chắc mỗi người chúng ta có những đau khổ, những thông giá riêng của mỗi người. Thế nhưng vì loài người, Chúa đã chịu chết. Khi Chúa Giêsu chấp nhận cho Simeon vác đỡ thánh giá Chúa, thì có tư tưởng cho rằng tại sao Chúa Giêsu đã tự nguyện vác thập giá lại còn phải nhờ ông Simeon? Thì theo các thánh giải thích, đó là Ngài muốn chúng ta con người cộng tác và ơn cứu độ của Chúa bằng chính thập giá của mình. Ước gì lễ mẹ đau thương hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cộng tác trong ơn cứu Chúa, để rồi cứu chuộc mình, để xin giá máu của Chúa, xin lòng thương xót của Chúa và sự hiệp thông đồng công đau thương của mẹ. Chúng ta cùng cộng tác với mẹ một phần thánh giá nho nhỏ của cuộc đời để xin ơn cứu độ cho chúng ta và cho tha nhân. Amen.